Cô Út, cô Út. Ủa, anh kêu tôi đó hả? Ừ, anh kêu cô Út đó. Sao anh biết tôi là cô Út hay vậy? Trời ơi em ơi, ở trong cái làng này ai không biết em là cô Út Hột Xoàn, con của ông Bá Hộ, giàu có nhất ở cái vùng này. Vậy sao? Vậy anh biết đó, là cả cái làng này nè, cả cái xứ này nè, cả cái trường Hồng Bàng này nè, ai cũng biết anh là nổi danh là công tử hào hoa. Đẹp trai nữa em. Ăn chơi trác táng, xài tiền như nước, mà thái đạo như tay áo vậy thôi. Trời ơi, cái gì mà giữ thần ác địa vậy trời. Trời ơi, tôi lộn mo với ai rồi? Thật tình mo mới đi du học ở bên Tây mới về mà. Bày đặt sổ tiếng Tây với tôi nữa hả? Cảnh ra! Thôi, Út, Út. Lên xe đi, anh sợ chở Út đi sắm hột xoàn nha. Ủa, sao anh biết tôi sắm hột xoàn hay vậy? Trời ơi em ơi, em là cô Út hột xoàn, không lẽ bây giờ em đi sắm cái hộp? Hộp gà. Anh đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nữa nha. Thôi, cho anh xin lỗi đi. Bây giờ lên xe đi, anh chở em về mà. Đi Út nha. Được rồi. Số của anh là số mấy? Số xe hả? 7035. Không phải số xe, mà tôi hỏi cái số thứ tự sắp hàng của anh số mấy kia kìa. Anh thấy không? Xe sắp hàng chờ tôi dài đặt, tôi còn chưa leo lên nữa à. Bà mẹ chẳng dữ gì trời. Út ơi, mấy đó làm sao mà nó xứng với em được? Chỉ có anh nè. Nhưng trai là anh công tử hào hoa, những gái quyền em quyền các con nhà, còn đôi tám nàng như bóng bưởi trắng, còn đôi chín chàng bộ đêm rất là. Đôi trai tài gái sắc kiếm chi ai, đôi trai tài gái sắc kiếm chi ai. Anh nhất làng trong nha. Giang đồ anh công tử giàu sang, tiếng cũng giàu em thêm út ngọt xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn cái kỳ rất phẳng. Đôi trai tài gái sắc kiếm thi ai, dân trong làng mong đám cưới mau mau, trai thớt bò về. Ông ơi, kỳ này mà đám cưới đó, bên đàn trai chơi sang lắm Út. Đãi to hơn là thịt dê không à. Còn bên đàn gái đãi gì vậy, nói cho anh nghe coi. Ai mà đẹp hơn anh mà nổi hỏi chuyện đại cưới. Cô Út ơi, gia tài của tôi bạc giảng, tiền muôn ruộng lúa bao la, tôi nức tiếng là hào hoa công tử. Đổ tới chỗ chim bằng vàng nắng, chiều ra bờ sông tới móc hộp xoàn tới câu mực. Trời ơi, hộp xoàn móc ra câu mực, không biết phải không đó nha. Thì em ơi vậy chẳng có xứng được cùng em kết mối tơ. Từ từ thì để người ta nhìn ngắm mới trả lời được chứ.
Lẹ lẹ nha, chứ tôi muốn dữ lắm rồi đó. Tướng tá thì coi cũng được, ăn nói thì cũng có duyên, mà nhìn cái mặt thì hơi điểu rồi nha. Út, cái này là tự ái nha, bây giờ chịu không? Chịu không? Không, không chịu tôi đi à, tôi đi à. Người ta bảo anh là công tử hào hoa, còn em là cô phô soạn sáng đôi vừa lơ. Vậy thì anh nói anh ơi, em đã chịu rồi đó, anh hãy cho người mai mai đem đến cho đôi ta sớm trở nên chồng. Trời ơi quá đã, như vậy là vậy mới xứng đôi trai tài gái sắc chứ. Anh biết không, nhà em cây trái bốn mùa như của loài môn luôn đó hồi nha. Em biết đám cưới của mình anh đãi ở đâu không? Ở đâu vậy anh? Anh sẽ mua gạch bát ngàn về anh xây một căn nhà thật lớn. Anh xây một căn nhà lớn hả? Không phải mà phải mấy chục căn mới đủ đãi hết bà con lối xóm. Anh xây luôn hồ bán nguyệt để rửa chân cho nàng. Quá đã luôn. Anh xây quy cá hộ bán nguyệt để cho em rửa chân hả? Chưa hết đâu còn nữa nè em. Chưa hết đâu cô út. Sao đám cưới làng quê mình dọn lên tỉnh thành, dòng tuốt lên Sài Gòn. Trăng mật tròn một năm đi hoài cho thằng khơi. Chỉ khắp trên thế giới, phải lên đến hành tinh. Điểm gì sao trên trời, em thấy anh tuyệt vời. Dẫu để dùng chiều chơi, đi hoài cho thằng khơi. Từng trăng mật ta đi, đi hoài không thấy trăng. Để bỏ trong giấc già bao ngày. Rồi là không tính tới tính lui, trai tài gái sắc mình thành đôi vợ chồng. Công tử chịu chơi nha. Như những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có rượu bò đâu nhiều lắm, thì đâu xa chịu tốt nào gần già. Năm tháng mừng đi khắp khi gian chơi, sao càng bận ta dân cứ sông chơi. Anh nhất hành tinh nha. Còn em nhất trời đời. Anh nhất hành tinh. Anh nhất hành tinh. Còn em? Còn em sao? Còn em yêu anh nhất trần đời. Wow. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh anh nhờ Tôn Nguyệt rất là nhiều. Quý vị thấy Tôn Nguyệt chưa, như hát hay không ạ? Quý vị cho chị Tôn Nguyệt cho anh nhau một tràng pháo tay thiệt lớn nha. Chị Tôn Nguyệt và anh Nhân và đoàn ca nhạc là đến đây để cống hiến cho trường. Đây là năm đầu tiên của đoàn ca thủy hy vọng.
anh chị sẽ trở lại năm tới. Và năm tới chị sẽ cho báo biết sớm một chút để tập luyện thêm. Coi như là cái phần ăn uống cũng gần xong, tại vì chị thấy là phụ huynh đã có đồ ăn tất cả, là bây giờ mình có thể ngồi ăn. Thì chương trình văn nghệ của Trung Hồng Bàng bắt đầu tiếp tục. Thủy sẽ